Alo, đúng rồi, tôi là giáo sư Đạt đây. Bây giờ cô uống nước này đi. Cô uống vào sẽ làm cho mình cái trạng thái mình dễ chịu hơn trong khi ngủ. Nếu có tôi mới đo cái thân nhiệt của mình được. Dạ. Thêm một con nhạc lạc đàn nữa. Alo, đúng rồi, tôi là giáo sư Đạt đây. Ủa, thiệt vậy hả? Cảm ơn cậu nhiều nha. Thời gian qua thì cậu đã vất vả rất là nhiều. Tất nhiên rồi, khi mà công trình của tôi đọc giải thưởng á, thì tôi sẽ chia cho cậu. Cậu là trợ lý đắc lực của tôi mà. Rồi, có gì bảo tôi biết nha. Tôi vui lắm. Rồi, bye. Giáo sư ơi, nếu như mà lần này mà mình thí nghiệm được á, em cũng có được giống vậy không? Nếu mà lần này á thí nghiệm mình thành công thì em sẽ là một trong 100 người tình nguyện viên được vinh danh. Dạ. Và tất nhiên là khi mà được vinh danh rồi thì em cũng sẽ có được giải thưởng. Dạ. Thì bây giờ tôi sẽ bắt đầu nhé. Bữa nay mình sẽ nghiên cứu huyết áp trong lúc ngủ ha. Rồi. Bây giờ cô uống nước này đi. Cô uống vào sẽ làm cho mình cái trạng thái mình dễ chịu hơn trong khi ngủ. Thì lúc đó tôi mới đo cái thân nhiệt của mình được. Dạ. Nước nó kỳ kỳ chứ không sao hết, cái vị nó vậy thôi. Bây giờ thì cô nằm xuống đây đi, tôi sẽ bắt đầu công trình nghiên cứu nha. Nằm xuống thoải mái thôi, không có gì hết. Rồi thoải mái. Về trong đầu cô chỉ nghĩ đến 1, 2, 3 thôi. Hít thở đều nha. Rồi. Thêm một con nhạn lạc đàn nữa. Hãy cảnh giác khi tới những nơi xa lạ một mình, cũng như đừng quá nhẹ dạ cả tin, kẻo lòng tốt bị lợi dụng. Hãy luôn cảnh giác, bởi cuộc đời không có chữ giá như.